Đây là bài viết Cấm kỵ bất hạnh, vật tổ tích cực và con người marketing hóa của Surfy 10. Eric Fromm, một đại diện tiêu biểu cho trường phái Freidomarxism. Freidomarxism là một trường phái triết học kết hợp giữa Freudianism và Marxism. Nghe có vẻ hơi lai tạp, tuy nhiên lại đặc biệt phù hợp trong thời đại mà con người ngày càng trở nên xa lạ với cuộc sống. Minh chứng rõ ràng cho sự cấp thiết của Freidomarxism là sự nổi lên của ngôi sao triết gia cộng sản Zizek. Marx sử dụng biện chứng duy vật để bàn về xã hội tác động lên cá nhân ra sao. Còn Freud sử dụng hệ thống tâm bệnh học của mình để đi tìm nguyên nhân đằng sau mỗi triệu chứng của cá nhân. Freudomarxism nỗ lực ý thức hóa và tìm hiểu nguyên nhân đằng sau một hiện tượng xã hội và liên hệ chúng với tâm lý cá nhân. Trong một buổi phỏng vấn 1977 nhận xét về nước Mỹ, hầu hết mọi người giả bộ rằng họ đang hạnh phúc, thậm chí với chính bản thân mình. Bởi nếu bạn không hạnh phúc, bạn có thể được xem là một thất bại. Vậy nên, bạn phải đeo một lớp mặt nạ của sự hài lòng, của sự hạnh phúc. Bởi nếu không, bạn sẽ đánh mất giá trị trên thị trường, bạn không còn là một con người bình thường hay một cá nhân có năng lực. Nhưng hãy nhìn mọi người xem, anh có thấy sau lớp mặt nạ đó là một sự không yên, cáu kỉnh, giận dữ, trầm uất, thao thức và bất hạnh. Cái mà người Pháp gọi là malaise, một cảm giác bất an, không rõ nguyên do. Điều này không sai với những gì tôi quan sát được ngay bây giờ ở Việt Nam. Nếu như giới trẻ, minh chứng rõ nhất là những diễn ngôn trên Spider Room phát triển kháng thể mạnh mẽ với những ý tưởng như sự thành công về tiền bạc hay sự thành công về địa vị xã hội, thì dường như vẫn để lọt cái ý tưởng về sự thành công trong đời sống tâm lý cá nhân qua hệ miễn dịch, để nó thâm nhập một cách mạnh mẽ vào hệ thống điều hướng của từng cá nhân, điều chỉnh thái độ của họ. Mà biểu hiện là những con người sành đời giả tạo luôn giao giảng về sự tự do cá nhân và những trải nghiệm đỉnh cao, nhưng không thể nào cảm thấy bình yên mỗi khi thiếu vắng những con chiên nghe họ thuyết giảng. Sự giao giảng với chức năng thực sự như một nỗ lực xác nhận cho cái sự bình yên trong tâm hồn mà họ không hề có. 1. Bất hạnh như một cấm kỵ. Sự không hạnh phúc và sự tiêu cực là thứ cần phải tránh xa, lẩn trốn và không được đưa vào trong mọi cuộc nói chuyện, trao đổi, bài viết, thậm chí là cả suy nghĩ. Tôi có viết bài cho một tạp chí kinh doanh. Sếp tôi, một người đúng với nghĩa theo chủ nghĩa Tào Tháo, luôn mỉa mai và nghi ngờ động cơ đằng sau mọi hành vi của doanh nghiệp, nhưng lại phản ứng dè chừng mỗi khi tôi viết bài có dính một chút tiêu cực vào. Tôi biết đó là do cơ chế của tờ báo, nhưng cơ chế của một tờ báo phản ánh cơ chế của người đọc và cơ chế của người đọc phản ánh cơ chế của xã hội. Con người không chịu được sự tiêu cực, và nếu có nói ra cái gì tiêu cực thì cũng đảm bảo phải vẽ ra được một giải pháp tươi sáng ngay sau đó. Mọi sự bất hạnh được bọc đường với lớp vỏ trào phúng hoặc bài học rút ra. Nếu không gây cười hoặc không tôn vinh một điều tích cực nào đó thì cái bất hạnh không tồn tại. Một vấn nạn từng một thời nổi đình nổi đám là con quỷ muốn cho lời khuyên. Hoặc là nó vẫn nổi đình nổi đám, nhưng tôi không còn tiêu thụ những nội dung như đó nữa. Khi nghe một người chia sẻ câu chuyện có phần tiêu cực của mình, phản ứng rất bình thường của người đối diện là đưa ra lời khuyên với hy vọng có thể giúp anh bạn tội nghiệp kia vượt qua nghịch cảnh. Nhưng không ai cần nghe lời khuyên, thậm chí là cả khi họ yêu cầu như vậy. Việc cho lời khuyên cũng biến thành một văn hóa độc hại, khiến con người dần thù mình, không muốn chia sẻ. Đâu ai lại muốn nhận được lời phán xét đầy bực tức. Sao có một vấn đề mà mày lải nhải mãi không giải quyết được như vậy? Sau khi chia sẻ chân thành những khó khăn của mình, đặc biệt là khi họ đang trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất, khi tin tưởng người kia mà phơi bày ra vết thương của mình. Nhưng việc người bạn kia đưa ra lời khuyên không phải là do họ vô duyên đâu, hay do không nhận thức được nguyên tắc cơ bản của giao tiếp. Cái nguyên nhân ẩn giấu bên trong là người kia không thể chịu nổi cái ý tưởng rằng cuộc đời có những khó khăn không thể vượt qua. Cái ý tưởng này như một dịch bệnh đe dọa đến cái hạnh phúc và sự tích cực giả tạo cho con người kia, nên anh ta phải tìm cách bác bỏ hoặc dồn nén nó bằng mọi giá. Đưa ra lời khuyên và bực tức khi bạn không nghe theo lời khuyên của họ là một cách để bác bỏ và dồn nén nó. Họ khuyên người khác, nhưng thực chất là để trấn an chính mình. Và khi người kia không làm theo lời họ,
họ lập tức ngăn cách bản thân mình và những con người bất hạnh kia bằng một bức tường. Thằng đó, con đó bị khùng. Như người ta xây tường thành và cách ly những người mang dịch bệnh bên trong. Bị khùng là bức tường ngăn cách giữa những con người bình thường với sự tích cực của họ và những con người có vấn đề với sự tiêu cực của họ. Sự tích cực, vì vậy, được an toàn. Cái xu hướng dựng tường, cách ly những điều tiêu cực này có thể quan sát được ở mọi cuộc hội thoại, từ đời thực đến trên mạng xã hội và cả những thứ không phải hội thoại như biển quảng cáo, tranh ảnh, thuần phong mỹ tục, chương trình TV, trong tâm trí, lúc nằm mơ. Chúng được thể chế hóa, tích hợp vô đời sống hàng ngày và biểu hiện một cách tinh tế khó lòng nhận ra được. Quan sát xem, mỗi hội bạn thân, một lớp học đoàn kết, một nhóm những bạn trẻ cùng chung chí hướng, một đám cưới, một đám ma, một buổi offline, một chuyến đi phượt, một bữa tiệc tân gia, một tiệc nướng mừng sinh nhật. Họ nói gì và bàn về những chủ đề gì trong những buổi gặp mặt ấy, nếu không phải là những thứ họ tự hào về chính mình, tự hào về con mình, tự hào về cháu mình, tự hào về bạn mình, tự hào về thần tượng của mình, tự hào về người ngồi cạnh họ ở bến xe buýt. Mỗi thành tựu, mỗi sự tự hào, mỗi trải nghiệm tích cực được góp vô buổi nói chuyện là một sự hạnh phúc được nảy sinh, rôm rả, cười nói, ấm áp. Sự hạnh phúc và năng lượng tích cực được lan tỏa, cuộc sống này thật tươi đẹp và thiêng liêng. Ngay cả những người phiền muộn nhất cũng phải cố nghĩ ra dăm ba cái chuyện vui vẻ để kể với mọi người. Không khí phấn khởi, lạc quan và đầy hy vọng, ai nấy ra về với nụ cười trên môi. Gần đây, tôi có đọc một bài viết trên VN Express, mục ý kiến. Tác giả là một người giỏi tiếng Anh, có thể đoán là như vậy, từ cách anh ta phân tích lời bài hát Happy New Year của ABBA. Tác giả nhận ra được cái sâu thẳm và lo âu của những ca sĩ trong bài hát về sự sợ hãi tương lai, về những mất mát quá khứ và nỗi đau cô đơn của hiện tại. Và quyết định không bật bài hát này trong dịp Tết sắp tới, cũng như đặt câu hỏi liệu mọi người có ý thức được rằng bài hát này nó tiêu cực đến vậy không mà cho nó phát từ năm này qua năm khác. Những năm gần đây, nổi lên vụ xem lại những câu chuyện cổ tích được kể cho con nít. Mà cũng không cần phải tranh cãi, gần đây thì cái xu hướng ngây thơ hóa chuyện cổ tích cũng diễn ra từ hàng chục năm trời. Khi cái đầu lâu trong chuyện sọ dừa cùng hình vẽ với bà mẹ uống nước từ cái đầu lâu đó được đổi tên thành sọ dừa và hình ảnh một cái sọ dừa dễ thương. Cô Tấm trong chuyện Tấm Cám cũng không còn làm mắm cô cám để gửi về cho dì ghẻ nữa. Chuyện Ngụ Ngôn của La Fontaine bị lên án vì dạy trẻ con cách lươn lẹo. Và có lẽ sắp tới, Mỹ Nương sẽ không chấp nhận hôn nhân sắp đặt nữa mà bỏ trốn cùng thủy tinh yêu dấu của mình. Năm 2019, có một vị tiến sĩ tôn giáo học bị cả hệ thống Phật giáo Việt Nam, từ những vị cao tăng đến những Phật tử ngoan đạo lên án, chửi rủa, thậm chí là nguyền rủa vì dám động đến những thực trạng tiêu cực của Phật giáo, cũng như sử dụng ngôn ngữ không phù hợp khi nói về những điều thiêng liêng. Trong khi bê bối của Phật giáo Việt Nam thì đâu có thiếu, và cái ngôn ngữ không phù hợp kia cũng chẳng phải để công kích mà là để miêu tả một góc nhìn khác từ hệ thống tư tưởng khác. Vậy giờ phải làm sao? Dựng tường, gán nhãn những tên kia là tha hóa, cách ly chúng, không để cho cái dịch bệnh gớm ghiếc này được chạm vào cái tà áo thanh khiết của những cao tăng và những Phật tử cao quý còn lại. Sau đó dãy nảy lên mỗi khi có ai đó dám đụng vô cái bí mật ô uế này. Con người chúng ta sợ những điều tiêu cực đến vậy ư? Rồi cái thứ được gọi là thuần phong mỹ tục, cái thứ được gọi là luân lý, chúng là gì cơ nếu không phải là một cơ chế hoàn hảo giúp dồn nén những thứ tiêu cực hoặc là bị cho là tiêu cực? Chửi tục là vi phạm thuần phong mỹ tục, ăn thịt chó là vi phạm thuần phong mỹ tục, hỗn hào với người lớn là vi phạm luân lý, không tôn trọng những giá trị truyền thống là vi phạm luân lý. Thuần phong mỹ tục giống như việc con người tôn thờ hình tượng những cô tiên nữ hít xương trời để sống và không có đi đại tiện hay đánh giám dơ bẩn như những tên tục tĩu dưới phàm trần. Nhưng nếu như tiên nữ không tồn tại và nếu ai cũng đi đại tiện, vậy thì chửi tục có gì xấu? Ăn thịt chó có gì xấu? Nói về những điều tiêu cực có gì xấu? Và lên tiếng bảo vệ những điều mình cho là đúng thì có gì xấu? Nếu vi phạm cái liên quan đến quyền lợi của người khác thì hãy quy định bằng pháp luật. Tại sao lại chơi cái luật rừng là lôi thẻ bài dư luận để đàn áp những thứ rất thật như vậy? Và hãy nhìn vào trang Facebook của Spiral Room, không phải là minh chứng rõ ràng nhất cho diễn ngôn đàn áp sự tiêu cực hay những thứ bị cho là tiêu cực, tức những trải nghiệm trái ngược về quan điểm cá nhân hay sao?
Tôi nhớ có một lần trên trang chủ Spy Room đăng bài viết về một góc nhìn của một con lợn trước khi bị làm thịt. Không ít những bình luận tỏ ra e dè, gớm ghiếc, như thể bài viết đã kích hoạt một vài mâu thuẫn đạo đức trong họ, sau đó phán xét đạo đức người viết. Và sau rồi, những bài viết trên Spy Room về những trải nghiệm tiêu cực của bản thân cũng không phải 5 lần 7 lượt cầu xin sự tha thứ của người đọc vì dám viết và dám đăng những thứ tiêu cực này lên. À không, cầu xin sự tha thứ vì ngay từ đầu dám suy nghĩ về những điều tiêu cực, phạm húy và làm ô uế cái sự tích cực thiêng liêng nào đó của người đọc. Hãy nhìn xem cái cấm kỵ bất hạnh này thâm nhập vào đời sống một cách tinh tế như thế nào. Đến cả trong giấc mơ, người ta cũng không dám mơ những điều tiêu cực. Ý thức được ví như rạp hát của tâm trí. Và giấc mơ là một trạng thái thay đổi của ý thức, nơi con người không có quyền kiểm soát những điều được chiếu trên rạp hát. Và những nghệ sĩ thì trình diễn những nội dung kỳ quặc, rời rạc. Giấc mơ của Freud được miêu tả như đường dát vàng dẫn đến vô thức. Bởi vì khi không có sự kiểm soát của ý thức và đạo đức, rất nhiều thứ sâu thẳm bên trong con người sẽ được phơi bày ra. Nhưng ngay cả trong một hoàn cảnh như thế, những nội dung tiêu cực nhất cũng không thể hiện ra một cách hoàn chỉnh, mà phải thông qua một quá trình cắt ghép, nhào nặn, bóp méo, ẩn dụ để tạo ra một tác phẩm không thể nào hiểu được nếu không bỏ tâm ra ngồi phân tích từ năm này qua năm khác. Dồn nén sự tiêu cực dường như đã trở thành bản năng của con người từ những ngày đầu mới bập bẹ tập ý thức về môi trường xung quanh. Bất hạnh như một cấm kỵ. Không ai muốn nghe về nó, không ai muốn nói về nó, không ai muốn nghĩ về nó, không ai muốn mơ về nó. Mặc dù nó là những thứ rất thật. 2. Tích cực như một vật tổ. Tín ngưỡng vật tổ, Totem giáo, là hình thức xã hội cổ xưa nhất của loài người, nơi mà mọi người trong một thị tộc, bộ lạc, tin rằng họ có một liên kết ruột thịt thông qua vật thể trung gian thần thánh nào đó. Thần đạo của Nhật Bản, thờ sinh thực khí của người Chăm, thờ cá ông ở Vũng Tàu là những vết tích của Totem giáo trong thời điểm hiện tại. Ngọn lửa trong chúa ruồi của William Carding cũng là một vật tổ. Nhưng vết tích mạnh mẽ nhất của Totem giáo lại nằm ở cái xu hướng của nó trong mỗi con người và trong mỗi cộng đồng. Trong chúa ruồi, ngọn lửa là vật tổ mang lại sự văn minh, trật tự và sự gắn kết cho đám trẻ. Còn con quái vật trên đỉnh đồi là thứ cấm kỵ đáng ra phải né tránh bằng mọi giá, tuy nhiên cũng mang lại một sự cám dỗ khó cưỡng. Càng sợ hãi con quái vật thì ngọn lửa càng có uy quyền, càng muốn thoát khỏi hoang đảo thì việc duy trì ngọn lửa càng là việc sống còn. Cái ngày mà bọn trẻ cắm đầu con heo rừng lên cái cọc là ngày mà bọn chúng không còn e sợ cấm kỵ nữa. Vật tổ vì thế cũng sụp đổ theo, cái xã hội nhỏ của đám trẻ rơi vào hỗn loạn, giết chóc và phá hủy. Cái xu hướng Totem giáo này thể hiện trong sự cấm kỵ của bất hạnh và tính vật tổ của tích cực. Bất hạnh là cấm kỵ, tích cực là vật tổ, cái sự sợ hãi, dè chừng, khinh bỉ, cô lập, tránh né, dập tắt sự bất hạnh là một chức năng phục vụ cho ý chí sinh tồn của chủng loài. Sau khi đàn áp thành công sự tiêu cực trong cuộc đời, thì niềm vui sẽ tuôn chảy ra như một suối nguồn vô tận, và sự tích cực sẽ ngập tràn. Cái cơ chế này là hợp lý và cần thiết, nếu không nhờ nó thì nền văn minh con người không thể nào tiến triển đến ngày nay. Khi tìm hiểu về hiện tượng tự sát, tôi nhận thấy một điều, không phải con vật nào cũng có khả năng tự sát. Bởi để sống, sinh vật chỉ cần làm theo bản năng, nhưng để chết, nó chắc chắn phải ý thức được sự sống và sự lựa chọn của mình. Loài nào biết và loài nào không biết tự sát là một chủ đề gây tranh cãi. Giả thuyết của tôi thì là càng phát triển khả năng ý thức thì con vật đó càng có khả năng biết tự sát. Cá heo là một ví dụ. Khi đặt một tấm gương trước một con cá heo 7 tháng tuổi, nó há mõm, vặn mình như thể đang quan sát những phần cơ thể bình thường không thấy được. Một chú cá heo khác được đặt tên là Peter. Khi chú bị chia tách khỏi Lovett, người nó yêu thương, nó hít một hơi thật sâu, bơi xuống tận đáy hồ và không bao giờ trồi lên nữa. Không giống như những con vật khác, hành động thở của cá heo là một nỗ lực có ý thức. Nếu nó không trồi lên để thở nữa, tức là nó đang tự sát. Người ta tin rằng khả năng ý thức mình trong gương là biểu hiện của sự tự ý thức bản thân mà chỉ động vật cấp cao mới có. Tôi tin khả năng tự sát còn là một biểu hiện rõ ràng hơn nữa. Ý thức được sự sống của mình là khởi đầu cho mọi loại ý thức cao hơn, là khởi đầu của tất cả, của mọi sự phát triển và của văn minh của loài người. Nhưng việc này cũng đồng nghĩa với việc ý thức được việc ta có sự lựa chọn và đây là một lời nguyền có thể kéo cái văn minh của loài người xuống địa ngục.
Trong buổi bình minh của nhận thức, con người không tìm được lý do tại sao phải sống tiếp. Vì vậy, họ lảng tránh nó với đủ thứ như thần thoại, tôn giáo, tình yêu, lý tưởng, giá trị nhân văn, những hình mẫu văn học, lòng vị tha, nghệ thuật. Tất cả những điều có một chức năng là vách ngăn cá nhân không đi đến được sự thật. Sự thật rằng sự tồn tại của con người lúc nào đó sẽ chấm dứt, rằng sự tồn tại của con người thật ra cũng là ngớ ngẩn và vô nghĩa, như cái cách mà chúng ta đến với sự sống, ngẫu nhiên và vô mục đích. Sự thật này phải bị che giấu và bị đàn áp. Cái chết giống như ánh mặt trời, không nên bị nhìn chằm chằm vào. Cái chết là cấm kỵ và sự sống là vật tổ. Nếu không nhờ cơ chế vật tổ cấm kỵ, có lẽ loài người đã diệt chủng từ lâu. Cái chết, tôi tin rằng nó là một trong những thứ cấm kỵ lâu đời nhất, bên cạnh loạn luân. Con người bình thường có lẽ không ai dám lôi chủ đề tự sát, chết chóc hay loạn luân ra để bàn trong một buổi họp mặt vui vẻ đâu. Thậm chí, trong những xã hội châu Trầm giáo thủa sơ khai, ai mà loạn luân hay có tiếp xúc với người chết, dù là cố tình hay vô ý, đều phải chịu hình phạt khủng khiếp từ bộ lạc. Nhưng kinh khủng hơn là hình phạt khủng khiếp này từ bên trong tâm lý của chính họ dẫn đến cái chết rất kỳ bí và ma quỷ. Sự khiếp hãi những cấm kỵ này càng lớn thì uy quyền của những vật tổ càng nhiều. Cơ chế này có chức năng bảo vệ sự sinh tồn và phát triển của giống loài. Bất hạnh vì vậy phải chịu số phận trở thành một mồi tế cho sự tích cực và sự thịnh vượng của con người. Hãy lấy lại ví dụ về những buổi họp mặt vui vẻ, khi những con người bất hạnh nhất cũng phải cố lục lại những mẩu ký ức vui vẻ hiếm hoi trong tâm trí để góp vui. Đó có thể là một buổi tất niên của gia đình, nơi mà lần lượt ông bà, cha mẹ, anh chị, ai cũng chia sẻ những ước mơ và hy vọng về tương lai. Và đứa con út vốn mang trong mình sự phẫn uất bấy lâu, phá hỏng bầu không khí ấm áp bằng những suy nghĩ tiêu cực của mình, bắt đầu bởi câu: mọi người có bớt giả tạo đi được không? Có thể nói ra thành tiếng hoặc không? Nhưng có lẽ không ai biết họ đang giả tạo. Họ có lẽ trải nghiệm đủ sự tiêu cực trong cuộc đời này hơn nhiều lần cậu con út kia, nhưng tại sao họ vẫn cố phải tỏ ra vui vẻ? Không phải để có một chút an ủi trong cuộc đời hỗn loạn này thôi hay sao? Vậy thì liệu cậu con út kia có là ích kỷ không khi phanh phui ra cái sự giả tạo này? Bởi khi làm thế, có mỗi cậu là cảm thấy khoái cảm, còn những người còn lại là sự ghen tị. Vi phạm cấm kỵ là một khoái cảm. Không những thế, nó còn mang đến sự ghen tị cho những người xung quanh, bởi sao hắn lại được vi phạm sự cấm kỵ, còn mình thì không. Khoái cảm khi vi phạm cấm kỵ giống như một đứa trẻ ăn vụng một miếng bánh sinh nhật vốn đã dành cho chính nó. Nhưng nếu đứa trẻ nào cũng ăn vụng bánh sinh nhật thì vào buổi lễ sinh nhật còn chiếc bánh nào để đốt nến nữa? Và nếu ai cũng tự do lan tỏa cái sự tiêu cực và phẫn uất này thì bầu không khí chung của cộng đồng sẽ trở nên tồi tệ và ảm đạm biết bao. Những kẻ này không biết nghĩ cho cộng đồng sao, thật là một lũ ích kỷ. Và liệu có ai hiểu nỗ lực của những kẻ đang giả tạo kia không, khi họ là những kẻ đang hy sinh bản thân và cố gắng nhất vì mọi người? Dù sao thì tích cực như một vật tổ, cho dù cái sự tích cực ấy có là giả tạo hay ảo tưởng, nó vẫn có chức năng. Con người không thể nào sống mà không lãng mạn hóa mọi thứ, từ ảo tưởng về thế giới công bằng, ảo tưởng về sứ mệnh cá nhân hay ảo tưởng về một cuộc đời đáng tự hào. Bởi thực tế vốn khô khốc với những điều bất hạnh bị quỷ ám. Những người có tri giác đúng nhất về cuộc đời là những người có nguy cơ bị trầm cảm cao nhất, như cái cách chủ nghĩa hiện thực trầm cảm, Depressive Realism, phát biểu. 3. Con người marketing hóa. Nếu như trong cuốn Vật tổ và Cấm kỵ, Freud 1913 nhận xét các cấm kỵ nói chung đang biến mất dần đi ngày một nhiều, thì dường như cấm kỵ bất hạnh lại đi theo chiều hướng ngược lại. Cái sự tránh né bất hạnh từ một hiện tượng rất bình thường ngày càng trở nên cực đoan và bệnh lý. Khi đọc những nội dung như lĩnh vực kinh doanh đủ nhiều, thì một người có thể sẽ bị ám ảnh về cái tư tưởng xây dựng thương hiệu cá nhân đủ nhiều. Nhưng có lẽ không cần đến báo chí hay thậm chí là khả năng đọc hiểu, cái tư tưởng tốt khoe xấu che đã ăn sâu vào mỗi cá nhân đến mức họ coi nó như một điều tất yếu dẫn đến thành công. Lang thang trên những group Facebook, tôi bắt gặp không ít những micro-influencer, là những cô gái với ngoại hình trẻ đẹp đăng bài tìm kiếm đối tác xây dựng thương hiệu cá nhân. Ngoại hình thì mình có rồi, mình đang cần xây dựng chiến lược nội dung cho thương hiệu cá nhân.
công thức đơn giản nhất để trở thành KOL thời nay, mà nội dung ở đây ám chỉ những câu quote tích cực và truyền cảm hứng, cóp nhặt được, biến mình thành một hình mẫu phong cách sống, thu hút theo dõi và những người muốn trở thành giống như vậy. Hiện tượng này không phải là mới, chỉ là chưa bao giờ nó trở nên phổ biến có cấu trúc, có kế hoạch và chuyên nghiệp như bây giờ. Hơn cả thế, xây dựng thương hiệu cá nhân không chỉ là tốt khoe xấu che, mà còn là điều chỉnh sở thích, thái độ, tính cách của bản thân theo hướng được khao khát với mọi người. Nhưng không chỉ là idol hay micro-influencer, mọi người trong xã hội này đều như vậy. Bởi vì nếu không làm vậy, thì làm sao cái danh tính của bản thân có thể điểm nhấn trong thị trường được? Nên công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ vì vậy cũng phát triển không ngừng. Với những sách self-help, với những khóa học, hội thảo và cả những giao tiếp thường ngày, mọi người bán cho nhau những lời khuyên về cách làm người, như thể thông qua việc này thì họ tăng được giá trị của mình trên thị trường. Ý của Eric Fromm khi gọi con người định hướng marketing là khi cá nhân từ bỏ đời sống nội tâm của mình, coi nhân cách của mình như một món hàng trên thị trường, và để cung cầu xác định xem mình có những nét tính cách gì. Tích cực ư? Tốt, thị trường đang cần những người với nét tích cực. Lạc quan ư? Tốt, thị trường đang cần. Chuyên cảm hứng ư? Tốt, thị trường đang cần. Đam mê và nhiệt huyết ư? Nụ cười nở trên môi, kỹ năng giao tiếp linh hoạt, bản lĩnh và thu hút, phải đạo chính trị. Tốt, bỏ hết vào giỏ hàng cho tôi. Con người định hướng marketing phát triển nở rộ trong thời kỳ kinh tế thị trường phát triển, khi trái đất trở nên phẳng và con người thích hợp cho các vị trí cần thiết thì thừa mứa. Từ nhân viên văn phòng, các cấp lãnh đạo, đến bạn thân và người yêu. Nếu người này không còn thỏa mãn tôi nữa, tôi có thể dễ dàng tìm kiếm một người bạn thân trong thị trường ngoài kia. Thị trường vẫn phát triển, các công ty không tuân theo quy luật cung cầu bị đào thải. Con người cũng vậy, chúng ta là ai cơ chứ mà dám vỗ ngực nói rằng mình đứng ngoài quy luật. Tính tiêu cực và sự bất hạnh không có chỗ đứng trong cái thị trường này. Không ai mà muốn làm bạn hay muốn tiến cử một người suốt ngày u sầu. Không còn cách nào khác, sự tiêu cực và bất hạnh phải bị dồn nén hơn bao giờ hết trong lịch sử. Như Marx nói, tư bản không phát minh ra tính xa lạ, alienation. Tư bản chỉ làm trầm trọng nó thêm thôi. Thì ở đây, thị trường không phát minh ra cấm kỵ bất hạnh, thị trường chỉ làm nó trầm trọng thêm thôi. Mọi thứ đều có mức độ của nó, từ một cơ chế khỏe mạnh, chỉ cần làm trầm trọng thêm một chút sẽ trở thành một cơ chế bệnh lý. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!